Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 trên 6 của bài 17. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cái bảng từ. Từ thứ bảy chúng ta đọc là chi huê. Chi huê âm hán Việt là cơ hội. Thì nó có cái nghĩa là dịp hoặc là cơ hội luôn. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Xèo quảng cha chi <laughs> lị, ni chi rư lùi ma xèo quảng bạn vương à, cha chi lị, tức là trong kỳ nghỉ nì chui rư bệnh lì ma bạn có đi nhật du lịch không bạn có đi du lịch nhật không bố chui hòa hủy lào giá bố chui hòa hủy lào giá không đi tôi về quê chơi sư hào chi huê chơi sư đây là một dịp tốt đây là một cơ hội tốt Nǐ chồng mơ bố à bố summer đây là bằng với wish summer tức là tại sao bạn không đi vậy ni wish summer bu buổi chúng ta nói như vậy cũng được wo chi hao duo la la tôi đã từng đi nhiều lần rồi hao duo tức là bằng với hình duo xưa. À, từ đây chúng ta có thêm mở rộng là chân rồi cái gì đó xong rồi tơ chí huê chân tơ chí huê có nghĩa là nhân cái dịp đó hoặc là nhân cơ hội đó ví dụ chân suy trung Quốc tơ chí huê nhân dịp đi trung quốc của mày là hình to số của mày là hình to số tôi đã mua rất nhiều sách xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha xe quảng ma. Bố chì, wo hui lao gia. Trời sư hào gi hui. Ni tsa mơ bố chì à? Wo chì gua hào do sư la. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 8. À, thực ra nó không phải là từ mà mình ghép các cái từ lại. Cụ là cổ hoặc là xưa. Ví dụ như cụ rỉnh là người xưa. À, cụ tụng là đồ cổ thủng là đồng kim loại đồng á và chiên là cái gương thì mình ghép vào luôn là cù thủng chiên cù thủng chiên à, cổ đồng kính gì đó có nghĩa là à, cái gương đồng cổ gương đồng cổ xèo liễn trơ chen cụ thủng chiên hình phéo leng xèo liễn trơ chen cụ thủng chiên hình phéo leng bạn lâm mà cái gương đồng cổ này thật là đẹp hình phéo leng thật là đẹp lượng từ là chen nếu mà chúng ta quên thì có thể nói cưa cũng được hoặc là men cũng được sưa sưa này nay ta sưa à, đúng vậy hoặc là vâng sưa này nay ta là của bà nội tôi đấy của bà nội tôi đấy Ni nài nay hãy dùng chen cụ thủng chiên mà bà của bạn vẫn còn dùng cái gương đồng cổ này à bù ta bù yong chơi cơ là thá buổi trai dung là không bà không có còn dùng nữa buổi trai cái gì đó lơ có nghĩa là không cái gì đó nữa tháp buổi trai dung là bà không có dùng cái gương này nữa rồi chúng ta có mở rộng là trao chiên chờ trao chiên chờ là soi gương xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xeo liến trơ chen củ thủng chiên hình à, nài lèng是啊，是我奶奶的 Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 9. Từ thứ 9 đó là nũng miễn. Ông Hán Việt là nông dân thì vẫn còn dùng trong tiếng Việt của mình. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nha. Papa, trạng tái dị hô, hồi giáo xôi dị cơ nũng miễn. Ba bà trang tá gì hô, Ủa giáo chua y cơ nổng miễn. Bố ơi, sau khi lớn lên, trang ta là lớn lên. Trang ta gì hô, sau khi lớn lên, con uh, muốn làm một nông dân. Ủa giáo chua y cơ nổng miễn. Hảo à. à, được đấy. Cao su ba bà, cao su ba bà nói cho bố nghe, Quý sở mơ nì giáo tán nổng miễn á. Quý sở mơ nì giáo tán nổng miễn á. À, nói cho bố nghe tại sao con thích làm nông dân vậy. 我看您当老师十几年了。Wa khan niên tăng bố làm giáo viên mười mấy năm rồi Dễ mai chỉ chỉ y cơ là mua chỉ không mua nổi Tức là không có đủ tiền á Không mua nổi một căn nhà y cơ phản là, 你说对 là con nói đúng rồi sư ba Khởi sư ba bà xì hoan đang lào sư, nhưng mà bố thích làm giáo viên. À, mở rộng thì mày bố chị là không mua nổi. Ví dụ, trơ lên chơ thay quê là, trơ lên chơ thay quê là, chiếc xe này mắc quá. Ủa mài bố chị, Ủa mày bố chị tôi mua không nổi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Ba bà, trạng đá dì hô, vô dô dì cơ nụng miệng. 好啊！告诉爸爸，为什么你要当农民呢？我看您当老师十几年了，也买不起一个房子。你说对了，可是爸爸喜欢当老师。từ thứ Ti Âm uh, hóa Việt là địa Địa có nghĩa là đất uh, Cũng có nghĩa là ruộng Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xeo trang Nì phu mù cho sầm mơ cung phu Bạn trương à Bố mẹ bạn làm nghề gì vậy Làm công việc gì vậy Tha mênh tố sư nũng miễn Tha mênh sư miễn Ông bà đều là nông dân Mày thiên tôi chạy tì lì can hỏa Mày thiên tôi chạy ti lị can hủa Mỗi ngày đều làm việc ở ngoài đồng Ti lì dịch là ngoài đồng hay là trên đồng ruộng gì cũng được Nhưng mà trong tiếng Hoa nó nói ti lì là, trong ruộng Người ta hiểu vậy Mày thiên tôi chạy ti lì can hủa Can hủa là làm lụng làm việc nói chung Tăng nổng miễn dĩ tiên hành xin khủ ba Tăng nổng miễn dĩ tiên hành xin khủ ba Xin khủ là vất vả Làm nông dân chắc là rất là vất vả phải không? hoặc là làm nông dân là nhất định là vất vả lắm phải không? tuy à sâu so ru về pua cao. tuy à vâng sâu so ru là thu nhập sâu so ru về cáo là thu nhập cũng không cao nữa rồi chúng ta mở rộng thì có từ canh hỏa canh hỏa là làm việc làm lụng, nói chung sâu so ru là thu nhập sâu so ru là thu nhập xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xèo trang nì phu mồ cho sầm mơ cung do 他们都是农民，每天都在地里干活。他们都是农民，每天都在地里干活。当农民一定很辛苦吧？对呀、啊，收入也不高。tiếp nữa chúng ta có từ thứ là o Âm hóa Việt là yếu và thị, nếu tách ra thì vẫn còn dùng. À, chủ yếu, thứ yếu à, là chữ yếu này. Chữ thị là cầu thị, là chữ thị này. Và với cái nghĩa là nếu, nếu như, nó cũng giống như từ rủ gọ. À, rủ gọ cũng là nếu như. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xiao tráng, miễn thiên, nị suy thiên, yên mà. miễn thiên, suy thiên, yên mà. Bạn Trương à, ngày mai bạn có đi nghe nhạc không? Suy thiên, dinh duê mà thiên nhiên duyên là nghe nhạc. Giao sư xe Nếu như mà không mưa, thì tôi sẽ đi. nếu như không mưa, thì tôi sẽ đi. <laughs> 为什么你不坐车去?为什么你不坐车去? Tại sao bạn không ngồi xe đi, ngồi xe đây, ta sẽ hiểu là ngồi xe buýt chẳng hạn. Tôi thích đi xe Quá xì hoan chỉ tự sơ tôi thích cưỡi xe đạp hoặc là tôi thích đi xe đạp. Chỉ sơ tôi sân thì hẳn họ. Chỉ sơ tôi sân thì hẳn họ. À, cưỡi xe đạp đi thì hoặc là đi bằng xe đạp rất tốt cho sức khỏe. À, lưu ý là giao sư thì bằng với rủ của cả hai từ này chúng ta đều từng gặp rồi. À, chúng ta xem ví dụ bên dưới. Giao sư xin chai này bu mạng tờ hoa sư sen sư có khi nó đi thêm với tờ hoa phía đằng sau không có tờ hoa thì thôi à, chúng ta chỉ có thể dịch là nếu như thôi hoặc là nếu nếu bây giờ bạn không bận à, Tôi muốn mời bạn đi uống cà phê của senỉnì sư hơià phê xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xiao trán miễn thếì suy thiên Diuyên mà Yao shi bu xia yu, wo jiu Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 12, từ thứ 12 đọc là pa. Pa âm hán Việt là bả. À, nó là một cái giới từ mà mình có thể nếu tạm dịch thì có thể tạm dịch là mang mang ra để cho chúng ta dễ hình dung ở trong tiếng hoa khi mà mình có một cái hành động nào đó muốn tác động vào một cái sự vật hiện tượng nào khác thì người ta hay dùng câu của chữ bà tức là bà là mang cái gì đó ra xong rồi mới làm gì ví dụ mang cái cửa ra mở mang quần áo đi giặt mang cái xe đi bán thì đó thường nó hay dùng cái câu của chữ bà câu nào có chữ bà thì nó được gọi là câu của chữ bà Uh, video clip kế tiếp mình sẽ giới thiệu về cái cách dùng chi tiết hơn đối với cái câu mà có dùng cái chữ bà này xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha xeo quán ní bà tà bà bạn vương à bạn mang cái cửa ra mở đi có nghĩa là bạn hãy mở cửa ra đi họ siêu thiên là họ là vâng siêu thiên là thiên tiết chấm hải mơ chiều thiên là đã mùa thu rồi thiên Si dầm mà hải trơ mơ rơ thời tiết tại sao nó vẫn còn nóng như vậy nì quên wo wo quên sĩ à quên sĩ à chỉ yêu chứ to chứ bạn hỏi tôi thì tôi hỏi ai chỉ có ông trời mới biết thôi chỉ vô lò thiên dễ chứ to lò thiên là ông trời lò thiên dễ cũng là ông trời thôi chỉ yêu lò thiên dễ chứ to rồi à, chúng ta lưu ý câu của chữ bà tức là mình mang cái tân ngữ ra trước động từ. Ví dụ như của bà mai là tôi mang cái xe ra đi bán rồi, tức là tôi bán chiếc xe rồi. Ní bà y phu chi ba. bà y phu ba. Bạn mang quần áo đi giặt đi, tức là bạn đi giặt quần áo đi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xe quảng ní bà ta khai bà. Họ châu thiên了, thời to Nhắc lại là mình sẽ có một cái video clip riêng để giới thiệu về cái cách dùng cái câu mà có mang cái chữ bà này nhé. Cái tiếp nữa ta có từ thứ 13 là từ xa xa, ông nói việc là xác À, từ này nó có nhiều nghĩa à, phạm vi của bài thì có nghĩa là đánh đánh lên cho nó bóng hoặc là chà lên cho nó bóng còn ví dụ như lau nhà nè lau nước mắt nè lau bảng vẫn dùng từ này và còn nhiều nghĩa nữa à, chúng ta xem ví dụ bên dưới nào xèo liền nì nì bạn lâm mà bạn đang làm gì vậy nì chai can can là làm bằng với chua bà tôi mang cái đôi giày này ra để mà đánh bóng một chút như vậy là tôi đánh bóng cái đôi giày này một chút của bà là đôi và sẽ là giày cho fan là bạn nấu ăn chưa vậy hoặc là bạn đã nấu cơm chưa vậy làm cơm chưa vậy cho họ là làm xong rồi cho họ là mở rộng thì ta có từ xoan xoan là đôi và xẻ là dày như vậy một đôi giày là ý xoan xẻ. hai đôi giày là liền xoan sẽ trơ xoan duyên tung xẻ thay là cái đôi giày thể thao này thật là đẹp xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xèo liền nì trái cát sơ mơ Tôi cái xa kế tiếp chúng ta có từ thứ mười ba, từ thứ mười ba đọc là liêng, liêng âm hóa việt là lượng và từ này có nghĩa là sáng, từ này có nghĩa là sáng. Ví dụ như thế anh là trời sáng rồi, hay là đèn trong phòng của anh ấy vẫn còn sáng. Tha phản chén lì hãy liêng trời tân nào. Tha phản chén lì hãy len trưa tân nè. Trong phòng của anh ấy đèn vẫn còn sáng. Len là sáng. Rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới. Quảng là Thiên len là khoai xì soảng bà. Quảng là Thiên len là khoai xì soảng bà. Vương Lan à trời sáng rồi. Mau thức dậy thôi. Xì là thức dậy. Xem ra chỉ tiền là. Xem ra chỉ tiền là. Bây giờ mấy giờ rồi? Liêu tiền tố là Liêu tiền tố là hơn 6 giờ rồi Tối đây là hơn, hơn 6 giờ rồi Wò chai si yu huê hào ma Wò chai si yu ma Tôi ngủ thêm một chút nữa được không? Chai si yu huê hào ma là Bù nâng suy làn chéo là Thái hoàn là trễ lắm rồi Bù nâng suy làn chéo là Không thể ngủ nướng được nữa Suy làn chéo là ngủ nướng Một từ làn không là lười chúng ta cũng đã từng gặp qua là tôi biết rồi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Quảng Lãnh, Thiên liên là, khoai chỉ đi. xin chỉ giờ rồi? lưu giờ rồi. Tôi sẽ ngủ một chút nữa. Tôi sẽ ngủ một chút nữa, được không? Cái tiếp chúng ta có từ thứ 14. Từ thứ 14 là vô. Vô âm hán Việt là hữu. có nghĩa là lại hoặc là nữa. Nó chỉ dùng trong cái trường hợp là từ quá khứ tới hiện tại thôi. Ví dụ như là trước đây anh ấy đã từng đến tìm mình, hôm qua lại đến tìm mình nữa thì mình nói là chỗ thiên tha vô lại trảo của vô lại trảo quọ lại đến tìm tôi. Rồi hôm nay, ví dụ trước đây anh ấy thường hay đến trễ, hôm nay lại đến trễ nữa, tức là đang chỉ hiện tại thì vẫn dùng từ này. Chín thiên thay vô lại hoàn là. Chín thay vô lại hoàn có nghĩa là lại hoặc là nữa, nhưng mà nếu để diễn đạt một cái nghĩa là lại nữa nhưng mà trong tương lai tức là chưa xảy ra đó thì chúng ta sẽ dùng từ chai nằm trong chai chen ví dụ mời anh ngày mai quay lại Chuyển đi miễn thì anh sai lại Hay là mời anh nói lại dùm đi tôi nghe mà tôi chưa có hiểu lắm Ví dụ vậy, chuyển này trai xóa bà Trai xóa là lặp lại hoặc là nói lại Như vậy nhắc lại từ vô à, Có nghĩa là lại hoặc là nữa Mà chỉ có thể dùng trong quá khứ cho đến hiện tại thôi Còn một cách dùng nữa là hai từ vô đi liền với nhau à, Ở giữa chúng ta sẽ có một cái tính từ gì đó Ví dụ Tha vô sung miên, vô pheo len Cô ấy vừa thông minh, vừa xinh đẹp trơ bình su vô phiền ý vô họ cái quyển sách này vừa rẻ lại vừa hay vô à, vô đi với tính từ có khi nó cũng đi với động từ vô sao vô số nhưng mà những trường hợp này nó không nhiều lắm à, chúng ta xem các ví dụ bên dưới nha quản lãnh chín thiên thì vô lại hoàn la quản lãnh chín thiên thì vô lại hoàn la vương lan à hôm nay bạn lại đến trễ nữa rồi vô lại hoàn la tôi bố chỉ à vô chỉ xin lỗi nha chỗ thiên hoàn sang chỗ sang xin lỗi nhé Tối hôm qua tôi ngủ rất trễ mùa suyạn tại sao vậyhan chú chiếu bị sai Khan chủ xu bị sai trước đây ta có từ chủ chiếu là bóng đá còn pỉ sai là trận đấu như vậy là bởi vì tôi xem cái trận đấu bóng đá mình có thể nói gọn là bởi vì tôi xem bóng đá nỉ ra à, trừ tao thiên chào sang yêu cháu chỉ nỉ ra à, bạn ấy trưa to chín thiên chào sang yêu cháu chỉ biết là sáng sớm hôm nay phải dậy sớm hải khan chú chiếu bị sai à, còn xem bóng đá nữa mở rộng thì chú chiếu bị sai à, là cái trận đấu bóng đá xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào quảng lãnh chín thiên nỉ vô lại hoàn là

Tai âm nói việc là đới hoặc là đái đới à, trong từ nhiệt đới à, vẫn còn dùng ở trong phạm vi của bài à, với nghĩa động từ là mang à, mang theo cái gì đó hoặc là dẫn dắt nhưng mà từ tay này danh từ nó có rất là nhiều nó chỉ những cái sự vật hiện tượng nào đó mà à, nó nó có cái dạng hình ngang như thế này ví dụ rơ tay là nhiệt đới à, là cái dãy ngang giữa của trái đất á rồi an xuyến tay là cái dây an toàn Cái dây mà nó kéo ngang cái người mình á Rồi giao tay là cái dây nịch Rồi lình tay là cái caravat để mình đeo trên cổ Những cái gì mà nó chăn ngang Nó bắt ngang những cái thứ khác thì là tay Còn trong phạm vi của bài nhắc lại Nó là mang, mang theo hoặc là dẫn dắt Chúng ta xem các ví dụ bên dưới mò. Miễn thiên chư quản, wo men yêu tai sầm mơ. Ngày mai đi chơi, chúng ta phải mang theo gì? Wo men yêu tai sầm mơ. Chúng ta phải mang theo những gì? Sầm mơ Cái gì cũng không cần, tức là không cần gì hết. Trừ yêu tai chén chư hào la. Trừ yêu tai chén chư hào Chỉ cần mang tiền là được rồi. Trừ yêu là chỉ cần. Trừ yêu tai chén chư hào Đó là một một ví dụ, chúng ta có thêm một ví dụ khác. Trưa mới chào, Nhi tai khai dựa chui nở à? Trưa mới chào là sớm như vậy, Nhi tai khai dựa chui nở à? Anh dẫn con đi đâu vậy? Còn sớm như thế này, Anh dẫn con đi đâu vậy? Chui mai yun tung yi, Chui mai yun tung yi, Đi mua đồ thể thao, Miễn thiên khai xẻ là, Miễn thiên khai xẻ là, Ngày mai tụ trường rồi, à, Tụ trường, Tức là khai trường á, Chúng ta,

Cái tiếp chúng ta có từ thứ 16 Từ thứ 16 là truy hô truy hô là tối hậu Tức là Với cái nghĩa là Sau cùng à, Cuối cùng hoặc là sau cùng Từ chi Trước đây chúng ta cũng từng gặp rồi truy là nhất Ví dụ chi ta là lớn nhất truy xèo là nhỏ nhất Chi lần là lạnh nhất Chi rơ là nóng nhất truy pheo len là xinh đẹp nhất Còn từ hô thì hô biến là phía sau Chúng ta xem các ví dụ bên dưới Ba bà gia chi li, trong cái kỳ nghỉ thì chúng ta đi đâu vậy? Gia chi li trong kỳ nghỉ suy chúng ta đi đâu vậy? Tai như vậy chúng ta trước hết là đi Đài Bắc, Thái Bệ là Đài Bắc. O men xian qu Tai đi ran Trung, qu Tai Zhong. Ran la sau đó chu Tai Trung la di đài Trung 最后去高雄，最后去高雄故宫哪里高雄？我们先去台北，然后去台中，最后去高雄。我们在台北待几天？我们在台北待几天？待了，呃，待几天了？呃，来没？哼，留来没？哼，大们呃，来来吧，没？哼，待三天。 Tay xanh thì là lưu lại ba hôm, ở lại ba hôm. Tay là ở trong một cái thời gian ngắn. Mở rộng Thái Bề là Đài Bắc. Thái Trung là Đài Trung. Cao Sủng là Cao Hùng ở tốt phía nam của đảo Đài Loan. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. papa bà, bà chi mình suy nả Chúng mình Rảnh hồ suy Trung. 最后去高雄 san 待三天 Và đến đây mình xin kết thúc phần 2 Trên 6 của bài 17 Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp à, Xin chào mọi người